trắng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngăn hà mình cũng qua. Biển không biến giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng đáp trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình. Và các bạn đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trước máy quay, chúng ta đang được tham khảo và cùng trải nghiệm một siêu phẩm loa nổi tiếng của hãng Onkyo đến từ Nhật Bản. Đây là một trong những cặp loa sở hữu cấu hình cực kỳ là gấu, được trang bị chung kèn gang tương tự như trên cặp loa Antech 19 và quả check kèn gang 3 nỗ, đồng thời với cấu hình sang trọng được nằm trong top những cặp loa sang trọng bậc nhất trên giới audio như chúng ta đang được theo dõi trước máy quay. Với chất âm của nó có thể chơi được đa dạng các thể loại nhạc, từ nhạc vàng, nhạc trữ tình hay nhạc bolero, thậm chí với nhạc sàn hay nhạc remix, thì đây là một trong những cặp loa rất là uy lực và rất mạnh mẽ. Với Onkyo U8000, anh em sẽ thấy rõ nhất được cấu hình cũng như phần trang bị các tuyến loa trên cặp U8000 này, một trong những tuyệt phẩm loa giá trị và sang trọng mà chúng ta thấy rằng rất ít khi được chiêm ngưỡng và trải nghiệm trực tiếp như trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Mời anh em cùng nghe và cùng ngắm nhìn cấu hình mà tôi sẽ giới thiệu vào trước máy quay. Giải trầm của nó rất là uy lực, đây là điểm đầu tiên. Hệ thống trung âm và giải check chúng ta thấy rằng nó thể hiện những tiếng nhạc kèn nhỏ nhất rất là chi tiết. Rất là uy lực và rất mạnh mẽ với cặp loa Onkyo U8000. Mời anh em cùng quan sát chi tiết trước máy quay và chúng ta sẽ thấy được rằng cấu hình cực kỳ là sang trọng bậc nhất trên giới audio.
được trang bị phần thùng gỗ nặng và được thiết kế theo phong cách tạo các gờ chỉ về phía mặt trước của model Onkyo U8000. Rất đẹp và nó còn rất mới, thơm phức mùi gỗ. Sở hữu chiều cao gần 80cm trên cặp loa này, với chiều ngang lớn tới 43, tương đương với những cặp loa ở phân khúc bass 40. Hậu sâu tới 39cm. Quý vị thấy đẹp không ạ? Mới ngắm nhìn sơ bộ thôi, chúng ta đã thấy được rằng khi mà trang bị cặp loa này với đồ gỗ của những căn phòng khách thì chúng ta thấy rằng nó rất là tuyệt vời. Ngoài chất âm uy lực mạnh mẽ, chơi được đa dạng các phong cách nhạc. Đây là một trong những cặp loa siêu tầm. Chúng ta cùng quan sát trên cặp loa này, phía dưới cùng được trang bị trên cặp U8000 này là một quả bát súp đường kính 30cm, gân mút cao su, xương đúc, nam châm từ 7 sắc màu với uy lực rất mạnh mẽ. Đây cũng là ưu điểm đầu tiên. Với các bậc chỉ phía bên dưới tạo điểm nhấn cho cặp loa sang trọng này rất đẹp. Một bát súp 30 uy lực mạnh mẽ. Phần bên trên cùng chúng ta cùng quan sát trên cặp loa này được trang bị với một quả trung kèn gang rất đẹp. Quý vị có thể thấy được rằng quả kèn gang 4 lỗ này tương tự như trên cặp Antech Nan Sinh 19 đắt đỏ trên thị trường. Đó. Quý vị thấy đây là một quả kèn gang này. Những anh em nào hay mua độ chế thì sẽ thấy được giá trị đích thực mà nó sở hữu đôi kèn này. Cực kỳ là giá trị. Không phải làm để cho đẹp, làm để cho gấu, mà chúng ta còn thấy được rằng những cặp kèn gang mang lại cho sự thể hiện chi tiết từng lời hát và từng tiếng nhạc cụ trên cặp loa này. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được rằng cấu hình của cặp loa khi mà đã được trang bị tới mức độ này thì quý vị phải công nhận với tôi một điều rằng trung âm của nó là miễn bàn luận. Và phần bên dưới của quả kèn gang 40 tương tự như Antech 19 này, nó còn được trang bị một quả check kèn gang 3 lỗ nữa. Ở đây cũng là một quả check kèn gang. Đó. Quý vị thấy rằng quả check kèn gang này thì thể hiện cái tiếng check, thể hiện những cái tiếng leng keng nhỏ nhất của nó rất là tuyệt vời. Với bảng điều chỉnh phân tần, chúng ta còn thấy được rằng hai điều chỉnh riêng biệt cho quả trung kèn và quả check kèn tương ứng với bên trái cũng như bên phải. Mang lại cho hiệu suất khi mà hỗ trợ cho các dòng nhạc điều chỉnh ở mức độ tuyệt đối nhất. Như vậy về sơ bộ chúng ta có thể thấy được rằng những cặp loa thông thường thì hoàn toàn sẽ chỉ như Antech thì mới được một quả kèn thôi. Và trên Onkyo U8000 chúng ta thấy rằng hai quả kèn gang và nó đẹp nấp nánh. Đó, chúng ta nhìn với cái phần xi vàng nó giống như là các cái vảy vàng nấp nánh trước phần mặt loa. Rất sang trọng, có lẽ rằng sang trọng hay không thì quý vị đã nhìn thấy. Bây giờ tôi mở từ trên TV và chúng ta cùng trải nghiệm xem cặp loa này với bộ trung kèn gang và check kèn gang này sẽ thể hiện như thế nào. Và chúng ta cùng quan sát ở cự ly gần, quý vị sẽ thấy được câu trả lời. Đó, tôi đang phối ghép cùng với siêu phẩm âm ly Sơn Chùi G5700. Quý vị cùng quan sát. Hello darkness, my old friend. Khi chúng ta muốn nghe nhiều trung âm, chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây. Và bên này là được sự thể hiện chân thực từng hơi thở của ca sĩ không ạ? Đây là một trong những tuyệt phẩm loa sở hữu chất âm của giới sành nghe và khó tính nhất, và với phong cách sang trọng top đầu của audio, đồng thời chơi được đa dạng các thể loại nhạc kết hợp với
vẻ đẹp và vẻ sang trọng bậc nhất trên giới audio của Onkyo U8000 đến từ Nhật Bản, một trong những model nổi tiếng của hãng, cũng là huyền thoại của hãng loa Onkyo. Trong phân khúc Bass 30, có lẽ rằng mỗi một dòng loa thì tôi chia sẻ thực sự với quý vị sẽ có mỗi vẻ, nhưng với giá trị đích thực và chất âm cũng như vẻ đẹp sang trọng mà cặp loa này sở hữu, quý vị có thể so đo với rất nhiều những cặp loa đắt đỏ của các thương hiệu lớn trên thế giới, và hoàn toàn với U8000 sẽ rất ít có đối thủ để so đo về tổng thể cấu hình như tôi đã giới thiệu rất là chi tiết trên kênh của Toàn Audio Nam Định. 0966866552 luôn dành cho những anh em với phong cách màu lẻ nhất, với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn, và chúng ta cùng quay trở lại với một vài giai điệu quen thuộc nữa mà quý vị vẫn hay thường theo dõi trên kênh, để quý vị thấy được rằng nó thể hiện cực kỳ là ngọt ngào và chi tiết đến từng lời hát và từng hơi thở của ca sĩ. Có lẽ rằng với đoạn cuối của clip này thì tôi sẽ dành cho những anh em thuộc trường phái sành nghe và khó tính nhất, và những bản nhạc nhẹ nhàng, tín hiệu không mất tiền từ trên TV xuống, để cho anh em cùng trải nghiệm mức độ thể hiện chân thực tới bất ngờ của Onkyo U8000. Xin chân thành cảm ơn. Về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mở trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hát như soi dáng gầy cô nữ. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ước duyên tình vẫn vương bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim ta hương thiết ta mong chờ, một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ.